Em Quyết, ô tô Long Biên xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của bên em. Hôm nay bên em tiếp tục quay và giới thiệu đến toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một số các mẫu xe hiện tại salon bên em đang có bán. Những chiếc xe ở phân khúc hạng D, những chiếc xe ở phân khúc hạng C, hạng B và hạng A. Em sẽ quay sơ qua và báo giá từng chiếc một. Địa chỉ xem xe tại bên em là số 36 km 3 cầu Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội là tại đây. Văn phòng làm việc tại số 406 Ngô Tự Đức, Giang, Long Biên, Hà Nội. Em là chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi, hỗ trợ tài chính có thế chấp, rút hồ sơ sang tên trên toàn quốc cho quý vị. Đấy, bao vận chuyển đến tận nhà quý vị, anh chị và các bạn luôn. Đứng ngay cạnh em đây là hai chiếc xe nằm ở phân khúc hạng D. Đây bên phải là một chiếc xe Toyota Camry 2.4G đời 2003, được mang trên mình khối động cơ là 4 máy, máy 2.4, số sàn 5 cấp. Trên chiếc xe này có ngoại hình màu đen, bên trong là nội thất da màu kem, được trang bị hộp số sàn, được tích hợp xi nhan trên gương, xi nhan ở bên sườn, dàn lốp còn rất dày và rất mới, la răng đúc. Và chiếc xe này với mức giá bên em chào bán chỉ 280 triệu thôi, quý vị anh chị các bạn đã sở hữu ngay cho mình một chiếc xe này rồi. Chiếc xe này là chiếc xe Toyota Camry ở phân khúc hạng D. Nó là một trong chiếc xe chủ cũ là một người giữ gìn, cực kỳ giữ gìn, được mang trên mình biển kiểm soát là 1989, biển số năm sinh. Em đã có video clip chi tiết về chiếc xe này rồi. Chiếc xe này là một quan chức sử dụng, phải nói là rất rất đẹp quý vị nhé. Và đứng ngay bên trái của em đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Mercedes. Đây là một chiếc xe Mercedes-Benz. Đây là một chiếc xe phục vụ cho hội nghị APEC đời 2008, đăng ký lăn bánh 2009, Việt Nam sản xuất. Chiếc xe này được mang trên mình khối động cơ là V6 3.0, cho cái khả năng gia tốc rất là khỏe, rất là nhanh và cái cảm giác lái rất là thể thao. Chiếc xe này có hai chế độ lái quý vị nhé, một là Comfort, hai là chế độ Sport. Và chiếc xe này được dẫn động cầu sau cho cái khả năng di chuyển cực kỳ là phấn khích khi mà chúng ta đặt sang chế độ Sport. Chiếc xe này được mang trên mình hộp số là 7G Tunix, cho cái khả năng vượt tăng tốc rất rất là mượt mà, êm ái mà không có một cái cảm giác là xe đang chuyển động sang số. Được trang bị thì chúng ta biết rồi, Mercedes thì có rất nhiều các cái option được trang bị trên chiếc xe này. Gạt mưa tự động, rồi đèn pha tự động. Tiếp theo nữa là có cả rửa đèn pha tự động quý vị nhé. Bóng khí vùng quanh xe, khả năng an toàn rất là cao, cửa sổ trời. Và được trang bị mở cốp trên chìa khóa. Âm thanh của chiếc xe này phải nói là cực kỳ hay quý vị nhé. Hệ thống âm thanh là được trang bị đầu CD 6 đĩa nguyên bản, và có tích hợp kèm theo là cảm biến lùi zin theo xe, kết hợp với lại camera hành trình và camera lùi. Chiếc xe này thì ở vị trí hàng ghế lái đằng trước là cả ghế lái và ghế hành khách bên phụ đều được trang bị cho mình nhớ 3 vị trí ghế và ghế điều chỉnh bằng điện. Ở hàng ghế phía sau thì có nâng hạ rèm và có rèm ở kính hậu. Chiếc xe này bên em chào bán với giá chỉ hơn 370 triệu một chút thôi, chúng ta đã sở hữu ngay cho mình chiếc xe Mercedes Mac E 280 7G Tunix 2008, đăng ký lăn bánh 2009 rồi. Đứng ngay cạnh em đây là một chiếc xe nhập khẩu đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Chúng ta biết rồi, đất nước Hàn Quốc là một trong đất nước có một cái nền công nghiệp sản xuất về xe hơi gần như là lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nhất nhì thế giới đấy ạ. Chiếc xe này là được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam đời 2009, đăng ký lăn bánh 2009. Chiếc xe này cũng là một chiếc xe nằm ở phân khúc hạng D. Năm 2009, hãng Hyundai đưa ra cái mẫu xe Sonata này để cạnh tranh ngang với các đối thủ nặng ký ở trên thế giới. Đó là Mac thì có Mac E, rồi dòng Toyota thì có Toyota Camry bản LE, và thang dòng Nissan thì có Nissan Terna và có Honda Accord hạng D. Thì chiếc Hyundai Sonata này nó là một trong chiếc xe được sản xuất ra để phục vụ cho những người doanh nghiệp, những ông chủ, những người thành công của những cái thế hệ 8X. Và những người phù hợp với những chiếc xe này thì những độ tuổi của 8X trở về. Còn các anh, các bạn trẻ tuổi 9X thì nó sẽ không phù hợp, bởi vì form dáng nó có một cái gì đấy nó lì lợm, nó hơi cứng tuổi một chút. Chiếc xe này thì em đã có video chi tiết, em quay và giới thiệu ở trên YouTube rồi. Chiếc xe này thì được trang bị cho mình là động cơ 4 máy, máy 2.0, với mức tiêu hao nhiên liệu là cực kỳ thấp. Nếu chúng ta chạy ở đường trường
chỉ vào 7,3 lít trên 100 km. Em đã chạy test chiếc xe này trên cung đường Hà Nội đi Sapa rồi. Được trang bị hộp số tự động 5 cấp và có cửa sổ trời. Đấy, gương bẻ ra cụp vào theo chìa khóa và tích hợp xi nhan bên sườn. Nội thất của dạng xe là nội thất màu đen nguyên bản, giải trí âm thanh là đầu CD. Trên chiếc xe này trang bị cảm biến lùi nguyên bản zin theo xe. Và một cái điểm mà nhìn khỏe khoắn mạnh mẽ hơn ở trên chiếc xe này là có một cái đường viền chạy thẳng tắp từ ở đầu đèn của xe đằng trước chạy vòng ra phía đằng sau. Được trang bị một điểm nhấn mạnh mẽ nhìn khỏe khoắn thể thao hơn, đó là la răng đúc của xe là da la răng đúc đa chấu 12 chấu đơn, chấu to chấu nhỏ kèm nhau nhìn rất là khỏe và sang. Và la răng của xe là la răng 17. Đấy, rất là khỏe, rất là trường. Với mức giá chỉ 345 triệu thôi, quý vị anh chị và các bạn đã sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Hyundai Sonata nhập khẩu nguyên chiếc ở phân khúc hạng D với mức giá lúc đầu năm 2009 là hơn 1 tỷ đấy ạ. Nhưng ngày hôm nay chỉ còn có 345 triệu. Quý vị anh chị và các bạn đã sở hữu ngay cho mình chiếc xe này rồi. Ngay bên cạnh em đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, là một chiếc xe Mitsubishi Lancer 1.6 hộp số CVT biến thiên vô cấp. Chiếc xe này được trang bị bên ngoài là màu sơn bạc, bên trong nội thất của xe là màu da bò rất là sang trọng bóng óng ả. Được trang bị cho mình là hệ thống giải trí CD 6 đĩa, hệ thống điều hòa làm lạnh rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng 1 phút thôi là cái khả năng làm lạnh của chiếc xe này nó đã rất là lạnh, rất là sâu rồi. Và chiếc xe này thì được trang bị trên mình là một khối động cơ 4 máy và hộp số CVT, cho nên là cái khả năng gia tốc nó rất là mượt mà, êm ái và không có bất kể một tiếng động, một tiếng ồn nào cả. Chiếc xe này em đã có video chi tiết, quý vị và các bạn hãy xem video chi tiết ở cái danh sách video nhé. Và được trang bị la răng đúc, và la răng đúc của chiếc xe này chỉ có 15 inch thôi. Ngay bên ngoài đây là một chiếc xe rất rất mới đến từ thương hiệu của Hyundai. Chiếc xe này là Việt Nam lắp ráp quý vị nhé. Chiếc xe được mang trên mình khối động cơ 1.2. Đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe này được trang bị cho mình là ngoại thất màu trắng. Trắng này là trắng ngọc trai quý vị ạ. Nội thất bên trong của xe là nội thất màu kem, rất mới, rất đẹp. Đây là một chiếc xe bản cao cấp nhất full option, cho nên là được trang bị là khóa start top. Đấy, chỉ cần chạm tay vào nút bấm ở trên cánh cửa là tự động mở khóa và tự động sẽ khóa cửa. Chiếc xe này được trang bị là xi nhan tích hợp trên gương. Đèn của chiếc xe Hyundai i10 này là bộ LED và kết hợp với cả đèn LED ở phía dưới. Chiếc xe này thì đã được anh chủ nhân độ lên một cặp la răng đúc nhìn rất khỏe khoắn, rất là mạnh mẽ. Với mức giá bên em chào bán chỉ hơn 390 triệu một chút thôi, chúng ta đã sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Hyundai i10 chạy 1.8 đời 2020, rất rất mới quý vị nhé. Hỗ trợ trả góp 70% giá trị của xe. Đây là một chiếc xe Toyota Corolla Altis 1.8G. Chiếc xe này được mang trên mình biển kiểm soát 28 Hòa Bình, gốc tại Hà Nội. Khi mà chúng ta về biển Hà Nội hay đi bất kể tỉnh nào, chúng ta không mất tiền biển quý vị nhé. Chiếc xe này được mang trên mình là khối động cơ 4 máy, máy 1.8G, động cơ VVT-i, được tích hợp xi nhan bên sườn, xi nhan trên gương. Nội thất của xe là nội thất màu kem, rất là sang. Ngoặc sơn của xe bên ngoài là màu sơn đen. Đây là một chiếc xe sơn zin 70% quý vị nhé, rất rất mới quý vị ạ. La răng của xe được mang trên chiếc xe này là la răng 5 chấu to, la răng là 14 quý vị nhé. Dàn lốp của xe là dàn lốp Michelin. Vị quan sát cho em đấy, cặp đèn pha thấu kính của xe Toyota Altis này nó còn rất rất mới, rất trong quý vị nhé. Đấy, mặt ca lăng của xe đấy, rất là đẹp. Chiếc xe này bên em chào bán với giá rất yêu thương và em đã có video clip giới thiệu chi tiết về chiếc xe này rồi. Với mức giá chỉ 217 triệu, quý vị anh chị và các bạn đã sở hữu ngay cho mình một chiếc xe ở phân khúc hạng C đến từ thương hiệu của Toyota Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam, là một chiếc xe Toyota Altis 2003. Phía ngoài đây là bên em giới thiệu đến quý vị anh chị và bạn hai chiếc xe ở phân khúc hạng B. Phía bên phải đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mitsubishi Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu về Việt Nam 2016, đời xe 2015. Chiếc xe này là một chiếc xe ở phân khúc hạng B với giá tiền ở phân khúc hạng A với giá rất rất yêu thương chỉ 239 triệu. Quý vị anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một chiếc xe Mitsubishi Outlander 5 chỗ ngồi, nội thất nỉ, số sàn, điều hòa cơ.
tích hợp xi nhan trên gương, la răng đúc 15 inch và động cơ 3 máy, máy 1.2. Rất rất tiết kiệm nhiên liệu quý vị nhé. Một chiếc xe để cho chúng ta chạy gia đình, chạy dịch vụ thì quá là phù hợp luôn. Bên cạnh đây là một chiếc xe Chevrolet Avell phân khúc hạng B 2 đầu, một chiếc sedan. Đây là một chiếc xe được trang bị trên mình là động cơ 4 máy, máy 1.6, có hai bóng khí trong khoang lái và kết hợp với hệ thống phanh ABS, la răng đúc 15. Chiếc xe này bên em chào bán với giá rất yêu thương, chỉ 250 triệu thôi. Chúng ta đã sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Chevrolet Avell này rồi. Phía bên xa xa kia là một chiếc xe đến từ thương hiệu Daewoo. Đây là một chiếc xe đời 2009, một chiếc xe nằm ở phân khúc hạng C, đó chính là một chiếc xe Daewoo LaCity. Chiếc xe này được mang trên mình biển kiểm soát Phú Thọ và sơn của xe là zin 70%, máy của xe nguyên, số nguyên. Chiếc xe này phải nói là rất chất lượng quý vị nhá. Nội thất bên trong là nội thất da quả chám, rất là sạch sẽ, rất là bóng mượt, rất đẹp. Với mức giá bên em chào bán chỉ 140 triệu, chúng ta đã sở hữu ngay cho mình chiếc xe này rồi. Em đã có video chi tiết em quay chiếc xe này. Bên ngoài đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Chevrolet, là một chiếc xe Chevrolet Avell 2015, sản xuất tại Việt Nam, động cơ 4 máy, máy 1.6, giống như con sedan kia. Và chiếc xe này được hơn một chút là điều hòa tự động, nhưng mức giá bên em chào bán chỉ 235 triệu thôi. Nếu quý vị anh chị và bạn quan tâm chiếc xe nào, hãy nhấc điện thoại lên gọi cho em. Đây là một chiếc xe 2 chỗ ở phân khúc hạng A, là một chiếc xe Chevrolet Spark. Thì chiếc Chevrolet Spark này là một chiếc xe van. Đây là một chiếc xe 2 chỗ giúp cho chúng ta di chuyển rất tiết kiệm ở đường nhỏ ngõ hẹp, cũng như là tiết kiệm xăng một cách phải nói là đứng nhất phân khúc luôn. Đấy, chỉ vào khoảng tầm là 6 lít khi mà chúng ta di chuyển ở đường nhỏ ngõ hẹp Hà Nội phố, Sài Gòn phố, tắc đường. Đời 2016, mức giá bên em chào bán 175 triệu. Nếu quý anh chị các bạn yêu quý chiếc xe này, hãy nhấc điện thoại lên gọi luôn cho em. Với số điện thoại em để trên biển đây là Tứ Quý 9 và Zalo của em là Tứ Quý 5. Bên cạnh em đây là một chiếc xe Việt Nam sản xuất 2012, Chevrolet Spark van form bé, động cơ là 3 máy, máy 0.8. Chiếc xe này cũng là một chiếc xe ở phân khúc hạng A, và chiếc xe này là một form nhỏ, nhỏ nhắn, xinh xắn, ngắn gọn hơn chiếc xe siêu nhân này. Với mức giá chỉ 115 triệu, chúng ta đã sở hữu ngay cho mình chiếc này rồi. Đây là một chiếc xe đa dụng mà chúng ta đi ở phố cũng được, đi ở đường trường cũng được, chúng ta đi vào công trường cũng được, chúng ta đi đâu cũng được. Một chiếc xe mang trên mình khối động cơ là 2.5, 4 máy, máy dầu, 2 cầu, số sàn. Một chiếc xe bán tải Ford Ranger đến từ thương hiệu của Mỹ. Đấy, chúng ta thấy đấy, sau hơn 10 năm rồi, chiếc xe này là đời 2007, nhưng mà form dáng của xe không hề bị lỗi thời, lỗi mốt, vẫn còn rất rất đẹp quý vị nhé. Và chiếc xe này bên em chào bán với giá chỉ sập sàn, em giảm cho quý vị anh chị các bạn xem video clip này nhé, là 237 triệu. Vâng, 237 triệu, chúng ta không nghe nhầm đâu. Đã sở hữu cho mình chiếc xe bán tải Ford Ranger đời 2007, 2 cầu, máy dầu, số sàn, động cơ 2.5, biển kiểm soát 28, Hòa Bình. Chiếc xe này thì bên em sẽ hỗ trợ cho quý vị anh chị các bạn rút hồ sơ sang tên, vào tên chính chủ toàn quốc luôn. Về phần nội thất của xe, trên chiếc xe này nội thất của xe là nội thất da, được trang bị là da màu đen kết hợp với màu kem, được dán phim tráng gương vùng quanh xe rồi, và được trang bị là cảm biến áp suất lốp. Tiếp theo nó có màn hình Android cam lùi, và chiếc xe này đang chạy một dàn lốp Michelin rất dày và rất mới quý vị nhá. Tiếp theo nữa là dàn lốp đi kèm với cả một cái bộ la răng đúc nguyên bản theo xe, không hề có một vết bị chảy xước, mà sơn của la răng là zin tuyệt đối. Em xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã xem hết video clip của em đến giờ phút này. Em vừa giới thiệu nhanh đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn một số các mẫu xe mà hiện tại bên em đang chào bán. Nếu quý vị anh chị và các bạn quan tâm chiếc xe nào hoặc cần em hỗ trợ tư vấn chiếc xe nào, thì quý vị anh chị và các bạn hãy nhấc điện thoại em gọi cho em với số điện thoại là 0365639999 để em được hỗ trợ, được tư vấn tất cả các cái kiến thức, các cái thông tin, những gì em có về xe nhé. Hiện tại thì bên em còn rất nhiều các mẫu xe khác mà bên em chưa đưa về cửa hàng được. Hiện tại bên em đang có Hyundai i10 2 đầu đời 2015, nhập khẩu Ấn Độ. Hyundai i10 2017 2 đầu, Việt Nam sản xuất, máy 1.2. Và đang có phân khúc hạng C thì đang có Honda Civic 2.0. Ở phân khúc xe hạng C đang có Atit số tự động 2009, với mức giá cũng chỉ hơn 300 triệu thôi. Ở phân khúc xe hạng C, bên em cũng mới về một chiếc xe Toyota Atit 2006,
với mức giá cũng chỉ hơn 250 triệu thôi. Thì những chiếc xe này hiện tại bên em đang nằm ở spa, đang cho đi sơn tỉa, đánh bóng cũng như là dọn nội thất, ngoại thất để cho thật sự là đẹp. Tất cả những chiếc xe bên em bán ra thì xe nào có như nào em nói thế, chia sẻ hết với toàn thể quý vị. Không có gọi là nói hay nói tốt để quý vị đến xem mất công mất việc, mà em chia sẻ luôn chiếc xe này sơn zin bao nhiêu phần trăm, máy số nguyên bản hay đã làm rồi. Đó, để cho chúng ta gặp nhau thoải mái, vui vẻ, và quý vị anh chị bạn đến với em cũng được việc, và em cũng dành thời gian tiếp quý vị anh chị. Nếu quý vị anh chị bạn thấy video clip này hay, hữu ích, anh chị em bạn bè người thân mình đang quan tâm những chiếc xe nào mà đang có nhu cầu mua xe, hãy ủng hộ em bằng cách chia sẻ video này nhé, lên Facebook, lên Zalo. Nếu quý vị anh chị bạn lần đầu tiên xem video clip của em, hãy ấn đăng ký kênh ở phía bên phải màn hình và bật vào rung chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Em xin trân trọng cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị và các bạn trong video clip tiếp theo.